Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Châu Chúa của Tuyên Quang và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Himya để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì chúng ta đã đánh cho thằng Sassanid biết thế nào là ai làm bá chủ Trung Đông mà. Và thực sự thì nó cũng đã te tua rồi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là khá đơn giản. Giải quyết lốt thằng Sassanid và đám đệ của nó để kiểm soát Trung Đông. Là vì căn bản chúng ta đã hoàn thành cái chiến dịch này rồi. Mình chưa biết bây giờ tiếp theo mình sẽ làm gì, nhưng mà có lẽ là tiền thì tiêu không phải nghĩ. Nói chung cũng chẳng có nhiều việc để phải làm lắm đâu. Mấy cái vùng này thì chị An nó đang tụt. Cái này mình sẽ đập nó đi tiếp này. Xây bằng cái công trình tôn giáo lên đây. Có một cái mà mình muốn giới thiệu với các bạn là khi mà các bạn đã xây dựng được một cái công trình lính theo tôn giáo này rồi thì các bạn chỉ xây được duy nhất một công trình thôi nhé. Chứ các bạn không thể xây được hai công trình đâu. Đấy. Thế nên là nếu bây giờ các bạn muốn chuyển đổi sang một cái tôn giáo khác. Đây. Giả sử bây giờ bạn muốn tuyển được cái tôn giáo kia thì bạn phải ấn vào chuyển đổi tôn giáo này chẳng hạn. Nhưng yêu cầu là chúng ta phải có 35% cái tôn giáo đó. Có nghĩa là tất cả lãnh thổ của chúng ta nó phải đạt được cái mức đấy. Ở đây hiện tại đạo Do Thái chúng ta đang chiếm 70%, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái việc gọi là chuyển đổi tôn giáo. Để nói chung là mình sẽ làm cái video này mang tính chất chia sẻ với các bạn. Nên là mình sẽ làm cái việc gọi là chuyển đổi tôn giáo. Đây. Tiêu thụ lương thực cũng không kém gì nhau. Đấy. Và hình như nếu mà chuyển đổi như này chúng ta phải xây công trình này, nếu không là chúng ta sẽ ăn đòn. Cái này để sửa chữa thôi. Nhưng mà khi mà đang chiến tranh như này mà chuyển đổi tôn giáo là hơi bị ngu đòn đấy các bạn ạ. Nên là các bạn nếu như mà không thích try hard lắm thì các bạn đừng chơi kiểu như mình nhé. Đấy. Nếu không là ngu đòn nữa. Mà như này khả năng chúng ta sẽ bị âm vệ sinh dịch tễ, bởi vì cái công trình tôn giáo này này nó tăng vệ sinh cho tất cả các vùng cơ. Đấy. Nhưng có thể là mình sẽ phải đập đi một vài cái ruộng gì đó để mình xây bằng cái công trình vệ sinh loại cũ. Đấy. Mình sẽ phải chuyển này sang cái này để nó tăng vệ sinh cho tất cả các vùng, mà không biết có lại được không. Chúng ta sẽ chuyển sang tôn giáo khác. Đấy. Đó, một trò chơi vương quyền. Trò chơi quyền lực. Có lẽ mình phải đập đi một công trình này đi để còn xây công trình mới đấy. Đá cẩm thạch, cái đấy vẫn phải để lại thôi, bởi vì nó cũng chỉ có mỗi công trình đấy. Tương tự vậy, các cái vùng này chúng ta sẽ chuyển đổi tôn giáo. Có thể mình sẽ bị mất khoảng thời gian là phải vấn đề vệ sinh, nhưng mà nó không lâu. Đó. Cái này đang sửa chữa đúng không? Rồi lần sau chúng ta sẽ chuyển đổi. Vùng này tương tự như vậy, chúng ta đang sửa chữa đúng không? Rồi ok. Mà đang đập đi để xây dựng các công trình mới. Chưa xây được. Đây. Có điều là chuyển sang cái tôn giáo này các bạn nhìn này, thay vì cái tôn giáo này chúng ta mất 50 thực thì chuyển sang tôn giáo này chúng ta có 30 thực, nên chúng ta sẽ giảm bớt các cái công trình về lương thực xuống. Như là ruộng giếc để xuống này. Thay vào đó chúng ta sẽ xây các công trình khác. Đấy. Chúng ta mất một khoảng thời gian không nhỏ để chuyển. Và khi chuyển đổi tôn giáo thì các bạn cũng nên nhớ cho mình là chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề rất là lớn, đó là bất ổn về mặt chính trị, bởi vì xã hội sẽ bị phân hóa sâu sắc. Đấy. Nếu các bạn thích try hard thì các bạn hãy làm cái trò này thôi. Nếu không thì đã lên được đến một cái loại lính đời cuối của một nhánh tôn giáo thì các bạn nên stop tất cả các cái vấn đề tôn giáo lại, đừng có dạy gì mà nghịch như mình này cả. Bởi vì có thể các bạn sẽ bị vỡ trận đấy. Nên là mình không khuyến khích các bạn làm cái việc này. Tất nhiên nếu các bạn làm như này, các bạn sẽ có cả đội quân theo tôn giáo của cả hai nhánh. Việc đó là cực kỳ khó. Nhưng mà mình xem đã, cái nhiệm vụ là chúng ta phải có cái gì nhỉ? Theo nhánh này
duy trì ít nhất 70% tín đồ tất các tỉnh theo đạo Do Thái. Nếu như mình chuyển đổi bây giờ thì mình sẽ không thể hoàn thành chiến dịch này được. Hay là để cho nó xong nữa nhỉ? Cũng căng nhỉ? Căng, nghe chừng cứ căng. Có nghĩa là nếu nó bắt buộc chúng ta phải hoàn thành chiến dịch này khi có 70% tín đồ, có nghĩa là chúng ta không thể cải đạo được vào lúc này rồi. Nó cũng căng nhỉ? Bắt buộc mình cũng phải duy trì tôn giáo cũ này một thời gian nữa. Đấy, còn nếu các bạn muốn cải đạo thì là như vậy. Khó quá nhỉ? Đang muốn cải đạo mà các anh không cho cải. Cải đạo thì chúng ta có thể tuyển thêm được lính của tôn giáo kia, nhưng mà để lên được cái tôn giáo đấy đời cuối thì cũng là cả một vấn đề đấy các bạn. Không nhanh được đâu. Các bạn thì thấy là mình lên như cái tôn giáo này chậm như thế nào, mất thời gian như thế nào thì tôn giáo kia cũng vậy thôi. Rồi, Managa kháng chiến còn trường kỳ vậy. Thôi được rồi, ok. Đấy là mình giới thiệu với các bạn thế thôi. Còn bây giờ thì chúng ta cứ qua lượt đã nhỉ? Chắc chả có việc gì làm. Đập thằng Sassanid đã. Ta hoàn toàn không phải sợ Sassanid. Đó, chả còn quân nữa rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đổi quân đội theo sang tôn giáo khác các bạn nhé, cải đạo được. Và đồng thời chúng ta có thể sử dụng cả hai loại tôn giáo, có điều là bạn sẽ phải xây một cái nhà lính của tôn giáo kia ở một cái công trình khác. Thế thôi, chứ còn bạn vẫn có thể tuyển được lính. Đấy, cả hai tôn giáo cùng lúc luôn. Thế miễn là bạn đừng đập cái công trình tôn giáo Do Thái đi, bạn cứ để nó ở cấp 5 như vậy thì là được. Thằng này nó đi cướp phá nhà mình à? Chiếm thì nó không dám chiếm, nó cứ đi cướp phá linh tinh. Cho quân đoàn xuống đuổi chết sứ đi. Sassanid cũng đâu còn nhiều quân nữa đâu. Hung Nô thì vẫn đang hạng 2 thế giới, mặc dù nhưng mà Hung Nô bây giờ đã Attila chết rồi thì nó sẽ không hồi phục các cái quân đoàn lên nữa. Xong. Ồ, mấy ông đồng minh ngoài cái chạy loạn ra thì chả làm được cái nước non mẹ. Có một thằng nổi loạn ở trên đất của mình rồi. Nhưng mà mình đang cần nó có khôi phục thêm vài cái quân đoàn và vài cái phe phái lên để chúng ta tiêu diệt thì hoàn thành nhiệm vụ chiến thắng thần thánh. Bổn phận vẫy gọi cho bằng hoạch định ra đi. Món quà tốc độ là chúng ta sẽ được kỵ binh, nhưng mà sẽ được một kỵ binh. Hết thời gian làm nhiệm vụ à, tại vị à. Các cái tướng lĩnh của mình, thằng này cho làm thống đốc. Ủa, thằng này trai xấu thế, đúng là con hoang có khác.
Ai già ơi, bộ máy quyền lực toàn là con ông cháu cha thế này thì làm sao mà lo gì? Bộ máy quyền lực của chúng ta toàn con ông cháu cha rồi. Và cái mức độ kiểm soát chúng ta đã ở mức chấp nhận được. Tiền thì tiêu không phải nghĩ. Rồi các cái vùng lãnh thổ nào vẫn đang tụt chị An à? Căng nhỉ. Vùng này nữa. Vùng này vùng mới chiếm. Vùng giải phóng luôn. Vùng này có một cái thằng nó nổi loạn lên này. Nếu mà nó nổi loạn lên nhưng chắc thằng đồng minh mình nó sẽ sang nó đập luôn bây giờ. Mình đang muốn nó nổi loạn nhưng thằng chắc là không ổn. Vì thằng đồng minh nó sẽ đập. Mọi việc kết thúc rồi. Xin chào Armenia. We take this settlement for you, my lord. Tới nhá. Bình tĩnh để được cái gì đây này. À, hỗ trợ cái kiếm. Cứ hai quân đoàn đi cạnh nhau này thì không phải sợ thằng nào hết. Hết quân. Armenia. Mất thành cuối cùng. Đội quân theo đạo Do Thái của chúng ta bây giờ là vô đối. Ờ mà tuyển được chứ nhỉ? Tuyển được rồi chứ. Nhiều nhà lính quá, không cần thiết. Cái thằng nào nó vừa làm loạn đây nhỉ? Đây rồi. Mày phá hết nhà của anh này. Chạy đi đâu? Chạy lên quận à? Nó tàn phá là mình mất hết nhiều lương thực quá. Thế thôi à? Có vài cái thằng quân vệ ra chạy lông nhông trên đất của anh. Tha cho, không biết đường. We fight for you, my lord. Yếm vàng. Advance. Ok. Tới này chỉ số khá cân bằng. Phe phái bị hủy diệt rồi, ok. Bây giờ tình hình ở đây cũng nói chung là cũng được, chắc là không sợ đâu. Nó không đủ quân đánh. À. Chạy lên quận là cứng. Cái này gọi là chạy lên quận. Make haste, men. Ready for battle. Ready for battle. Chạy lên quận. Dám cướp phá đất của anh à? Nói chung là nhánh phía nam này bắt đầu có thể phản công được rồi. Quân địch bây giờ nó không còn nữa rồi. Lương thực của chúng ta đã khôi phục được một lượng khá lớn rồi đấy, hơn 1000 thực. Mình phải đập nốt bớt thành xuống để. À, tướng này. Ơ, mình chưa cộng vào xảo quyết. Tội là lấy con vợ xấu quá nhỉ. Chỉ một thẩm quyền. Ready for orders. Nó sẽ có xảo quyệt và đánh đêm ngay lập tức. My lord. It is an honor to serve you. Tớ này thủ được. Được, chỉ số khá tốt.
Rồi chúng ta sẽ gọi thêm một tướng nữa lên đây. Ở đây chúng ta có thể mua được quân đời cuối rồi. Quản trị ra. Khi không thì toàn là cái bọn là ready for orders. Get ok to it, man. Đây rồi, chúng ta lên được các cái đơn vị lính đời cuối đây. Phòng thủ của nó rất trâu rồi. Phòng thủ của nó 70. Chơi bọn này đi. Xuất sắc sát thương chuyên giáp, xuất sắc giáp. Tốt và sĩ khí. Hơn nó còn rẻ hơn cả bọn này. Upkeep cũng còn rẻ hơn nữa chứ. Chúng ta có thêm đội lính này à? Xuất sắc sát thương chuyên giáp. Sĩ khí cũng mắc luôn. Không có giáp. Đây. Mấy thanh niên này chất phết này. Đi bổ sung quân cho các quân đoàn. Bảo nguyên cái đội lính này. Chất như nước cất luôn. Nó sẽ là bộ đội xung kích của mình. Đánh nhau với mấy thằng phương Bắc có đội này. At your service. My lord. It is an honor to serve you. How can I serve you? Truth may walk through the world unarmed. I shall rest a while. It is an honor to serve you. Vùng này không có thống đốc à? Mắc rồi. Ready for battle. Chưa muốn tấn công ngay xuống cái khu vực này. At your command. Nó làm mình không hồi được quân ở vùng này rồi à? Gớm nhỉ? Sassanid cũng còn bao nhiêu quân lắm đâu, thằng này nó rút quân về. Chắc chuẩn bị đánh vào đây, cho vào đánh luôn. We fight for you, my lord. My lord. Nó thám xem cho anh. À, khá đông đấy nhỉ? Khá đông và nguy hiểm. Đây này. Thoải mái, tuyến phòng thủ của chúng ta là thoải mái. Nó không dám đánh vào đây. Quân đoàn này rất mạnh, rank cao. Mấy cả đây này. Đấy, quân đoàn cấp cao. Nó không dám đánh. Ready for orders. Giáp vàng, kiếm vàng. Rank 7 nữa cơ mà. Không dám đánh. Tuyển cái đội, nếu mà theo đạo Do Thái thì lên tuyển bọn này. Bọn này mình thấy là ổn nhất này. Chỉ số tốt, đam to, máu trâu, giáp cao. Nó không có đội hình nhưng mà bù lại thì nó bọn này đã có đội hình rồi. Chúng ta đã có cái lính này để là lập đội hình rồi. Thống đốc. Armenia đã bị tiêu diệt. Sassanid đang bị chặt dần từng các cái cánh tay của mình. Mình bắt buộc phải mà theo tôn giáo.
À ngon rồi, ngon rồi. Thêm một thằng nữa đi. Quân đoàn này không dễ bắt nạt như quân đoàn trước đâu. Ngon thì cứ việc vào. Chắc vừa ám sát mấy thầy tu mình. Nó hết thực cái sao nó chạy đất của mình mất nhiều máu hết. Đánh nhau với mấy thằng phương Bắc mới gọi là hay. Run tê run tiếp thì đấy. Ăn được không? Không được để chết tướng trận này. Mãi mới có thằng tướng xảo quyệt chết mất một tí. Lính nó đâu có gì đặc sắc đâu nhỉ? Ta phải sợ. Nó đội quân của mình chưa hồi được. Còn con nữa. Quân nó vào từ đằng sau là chắc nó toàn kỵ binh thì We attack as one. At the ready. Warlord. Swift riders. We attack as one. Kệ được nó chứ. Chơi đây. We cannot let this great city fall. Do not forget why we fight. Our people, our families. Mình không được để nó tiến vào gần quá, mất cái phong thanh ở bên này nó tấn công. We don't stand a chance. The enemy outnumbers us. Quân địch quá đông. The enemy has been sighted. Đống là việc của chúng nó, kệ để gì đâu. Có lẽ là mình phải đánh dọn từng phía một. Đội speed này phải tiến cao lên tí, không kiểu nó tập mất cái thắt cảnh. Được để nó rút cờ mình xuống. Rồi kệ. Kệ chứ nó. The enemy is attacking our general. Nothing but ash now.
anh già định phá tháp của anh à? À, nó bắn tên xong nhiệm vụ rồi. Tướng à? Nhanh cho tướng ra đây khử ngay bọn này. Rồi rút ra. Nó còn đang bận phá tường rào của mình. Ôi, đội quân của mình còn có một lửa. Củng cố tinh thần của binh sĩ lên. Ăn được mà, cố lên. Nó chạy rồi. Quan trọng là nó phải kéo cờ trắng đã. Đứa của mình khỏe mà. Rồi. Hay quá, tướng địch chết rồi. Thôi, chạy ra ngoài rồi đó. Cố gắng giữ tinh thần cho bọn lính ở đằng kia đã. Bằng mọi giá tấn công nhanh cho anh. Đừng chạy sớm quá các em ơi. Ôi, bọn này bỏ chạy nhanh quá. Nó mà giữ được một tí nữa thì tốt. Nếu mà đầy phun máu quân thì chắc là không được. À, quân nó cũng chạy hết rồi. Tướng nó chết nó cũng chạy hết rồi này. Bọn này cũng lung lay rồi, sợ mẹ. Chắc không trụ được. Rồi. Hai thằng này còn mấy thằng lính của mình còn đứng lại được tốt quá nhỉ. Đó, tinh thần chiến đấu của nó thấp quá rồi. Tướng của mình cũng thương nặng rồi. Lung lay rồi. Chúng ta chơi nhây thì chúng ta cứ cho quân chạy vòng quanh hết giờ chúng nó thua. Chơi thế thì nó không đẹp lắm. Rút ra. Bản quân mình không còn nhiều, không thọ được.
nó có đội xạ kỵ đó thì thua rồi. Quân của mình mà hồi mà đầy quân thì chắc là ăn được trận này. Ít nhất hai đội kia nó không bỏ chạy thì ăn. Cái này cũng là anh Dũng rồi. Đánh cho nó tan nát quân này. Bực thật, mất mất cái... Đang lính speed của nó đông quân hơn mình mà nó còn bỏ chạy tán loạn. Bực thật, chết mất một hoạch định gia của mình, tức. Đây rồi, ăn đây. À, voi gì đây, voi Ấn Độ à? Hạm đội của nó có 4 quả pháo. Chúng ta cho mấy cái thuyền này lên đập nhau chúng nó. Chơi thôi. Tầm này sợ gì bố con thằng nào nữa. Nói voi à. Bộ binh của nó cũng toàn đam suy giáp ấy. Vô địch. Xem hạm đội nó vào từ đâu ấy. Có hai cái thuyền này là cũng ổn. Lực lượng bộ binh. Bộ binh của nó thì mình không phải xoắn. Chấp lửa mắt luôn. Cái thành này nếu thực sự mà chúng nó không có xe bao, có thuyền bắn đá thì mình chẳng có gì sợ luôn. Nó có một cái xe bắn đá nhưng mà... đang nghiên cứu xem là chúng ta sẽ phòng thủ ngay từ ngoài này hay là đợi chúng nó vào. Nó có cái xe bắn đá mình không muốn tiến sát ra ngoài này lắm. Có một cái tường rào. Rồi. Chúng nó thích vào lối nào thì vào. Mình chỉ ngán mỗi này bọn pháo hạm nó bắn. Còn giam ba cái thằng bộ binh của nó thì không thành vấn đề. Có ba cổng vào chặn cả ba cổng này. Ồ, cái gì đúng. Đám này là quân dự bị. Lạc đà. Mấy con ngựa này sẽ có nhiệm vụ là đi lùa khẩu pháo của nó. Nó có thể đi đường này vào à? Khó lắm.
nên có đội lính đánh thuê nếu mà. Band together. We await your orders. Chờ đây. Ngon thì ăn anh ơi. Nó xe bắn đá nó đâu? Đây à? Mấy con voi của nó thì không sợ. The enemy has reinforcements. Kìa anh em, xông ra luôn. The enemy approaches. Set the oars. Load my fighters and ready. To the oars. Weapons ready. We are at your command. Loose. Ready. Ai da. Ôi à, ôi nó bắn khá chuẩn anh nhỉ. Assault ships ready for orders. The enemy is boarding a ship. Fight back. Có cách nào để có thể tiêu diệt được cái đội pháo của nó được kìa. Quá sớm rồi. Cái đội thuyền pháo nó kia thì nó sẽ bắn vào mình ở từ thế này. Thôi được. We await your orders. Dàn đội chó binh ra đây. A whole unit has been destroyed. Con ngựa nó chưa dám vào à? Tớ giảm đây đi. Chết phát để oan tội. Mấy con voi của nó kìa. Nothing remains. Enemy forces have destroyed an entire unit. Voi thì hoàn toàn không sợ, voi cứ cho bắn đạn lửa thì tẹo hết. Bắn đạn lửa lúc nào nổi điên nổi khùng lên luôn. Cứ đạn lửa và mấy con voi rồi. Ok, mấy con voi nó sắp điên rồi nơi. Ai da. Từ các em bắn đội thuyền pháo nó thôi, cứ cho nó đổ bộ thoải mái. Biết mà mấy con voi nó nổi điên thì nó cản của nó. Cứ đạn lửa bắn chỗ này, bây giờ bắn đạn lửa. Bộ binh của nó thì không đáng sợ mà mình chơi được. Rồi, xạ kỵ của nó hết ta, hết tên. Coi như xong phim. Ở đội lạc đà mình. Ai già, bắn lạc đà mình à. Ok.
Rồi xong. Ô, mấy con voi của nó lì ghê nhỉ? Chưa chạy à? Voi của nó lì ghê nhỉ? Chưa chịu chạy. Chưa vào được. Vào giờ chúng nó bắn chết đấy. Nhìn ngay mấy khẩu pháo hạm nó. Nó đứng ngoài tầm bắn của mình. Xuống đây ngay. Đánh cận chiến để cho nó. Ồ ồ ồ. Nó giã thế này thì chết con nó là chủ yếu. Rồi xong, bị lạc đà mình rồi. Sao mấy con voi của nó lì thế? Sao đá mình rồi? Ôi, pháo hạm nó đứng ở ngoài kia không ăn được. Rồi đây rồi. Lùa. Lùa anh em ơi. Đánh này này. Bên này. Hai mấy con voi này gớm thật. Mấy con voi này gớm nhỉ. Mày chạy ra ngoài này ăn đạn lửa. Chết là vừa. Rồi. Lùa hết đám lính xa nó lại. Ô mấy thằng này của mình bị thương nặng quá. Rồi có đội gì này ra tiếp viện rồi. Tấn công cái hướng này. Bắn mấy thằng không tên làm gì? Lùa xong mấy thằng tầm xa này cho ngựa ra lùa là chúng chết sạch. À đây này. Đứng tiến để xuống đây. Đây toàn lạc đà sao phải xoắn. Xong rồi. Rồi giúp ta đi. Nhây không phải nghề của lạc đà. Rồi. Bên này chúng nó toàn lính vứt vẩn. Đổ bộ hết xanh xem nào. Xong rồi đấy. Mấy con voi của chúng nó tưởng hổ báo lắm. Rồi, chơi luôn bọn này. Tầm này bọn này tuổi gì. Mấy con voi nó lại chui vào à? Dao động. Quân lính của chúng ta đã tập hợp. À rồi tốt. Lã bọn này cho anh. Thế rồi. Rồi, đội lạc đà mình vẫn chất nhỉ? Ăn luôn.
bọn này vẫn bắn tên lửa. Tướng nó chết rồi, tướng nó chết là phút mốt nữa là chúng nó hẹo hết. Tướng quân của chúng ta bị tấn công ấy, thằng nào đánh đấy? À, cái bọn nổi dậy thôi gì? Quân nó chết sạch. Xong. Tưởng các chú thế nào? Tưởng chứ thế nào nhỉ? Vác được mấy con voi và dọa anh. Voi ư? Ồ. Cả cái hạm đội của chúng mày chỉ đến thế thôi. Chưa thèm đánh chứ mày cái thích chứ. Làm loạn. Ok. 71.000 một lượt cơ. Chưa đòi quyền lực của mình cao quá. Không thể chuyển đổi tôn giáo vào lúc này. Nói cho thanh niên này truy sát thằng này. Ok. À, nó làm mình mất khả năng di chuyển. Vậy à? Vậy được không? Mình có thêm mấy thằng tiếp viện này nữa cơ mà. Mà nó lắm kỵ binh quá. Làm sao giờ nó lắm kỵ binh này? Cái quân tiếp viện có thêm 2 đội speed nữa rồi. Nó tính là bởi bọn này nó nhiều kỵ binh nên là chúng ta bị thất thế, chúng ta cần cái gì? Cái quân này mà nó có cái lính spy như kiểu của Ascum ngon nhỉ. Nhưng mà bọn ngựa này nó cũng không thể công thành được, nếu công thành thì nó bị thất thế. Chính vì thế là nó mới chơi cái trò nó thủ. Quân tiếp viện nó vào từ đây. Chắc là vậy. Burn them!
chơi đấy cưng. Con tiếp viện nào ở bà đây. À rồi, ngon. Additional forces have arrived. Đây rồi. Ta có sự bổ sung rất quan trọng của những đơn vị lính này. Mặc dù nó ít thôi nhưng mà quan trọng. Con lạc đà. This day will be long remembered. Who's for drink? This time, not in my unit, Thurzan. Có cái đội lạc đà thương dài đời cuối rồi. Mạnh. We are at your command. Nó có một cái xe bóng đá. We await your orders. Nó kỵ binh quá. Forward. Cho hai thằng này chuyên đi lùa kỵ binh ra. À, lùa cái xe bắn đá hả? What are your orders? We will darken the skies. At the ready. Sợ lắm. Sĩ khí của này cao. Ồ, phòng thủ cận chiến 88. Nó dàn đội hình khôn vãi trưởng. Để cho nó có thế chủ động. Nhanh. Nó bắt đầu rút quân à. Bình tĩnh đi. Thiết kỵ này của nó cứ để từ từ. Cái chính là không để chúng nó sốc đội hình của mình. Không để mấy con ngựa của nó lao thẳng vào đội hình.
mấy thằng lính đánh xa thì không sợ lắm. Mày thích chơi. Đấy, đúng rồi. Đấu tay đôi với kỵ binh của nó. Ngay lúc này. Rồi, ok. À, ôi, thiết kỵ của nó mạnh thế. Mạnh hơn lạc đà mình à. Ôi, mấy con lạc đà mình không chịu cả. Lên ăn nó đi. Cầm chân con mấy con ngựa nó lại là được. Ôi kìa. Cái bắn đá của nó còn một thằng mà lì đấy. Rồi, đội speed của mình lên điểm trợ rồi. Nhanh em ơi. Điểm trợ cho lạc đà. Vào cũng đuối quá. Bọn này hit and run mà, chạy đây. Bắn ở chỗ này cho anh. Để nó phơ quân mình kinh quá. Cố lên mấy anh lạc đà. Quân lính của chúng ta đã tập hợp. Đây à. Về đi cưng. Tốt rồi. Có lính speed ra yểm trợ phát ăn ngay. Ta phải xoắn. Có lính speed nó yểm trợ phát ăn ngay. Không sợ. Rồi. À rồi, ok. Đội lạc đà bên này ăn được. Our men are breaking off. What are your orders? Lùa luôn. Kệ 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 kệ. Orders, my lord. Fire on the enemy. Vào đây cho anh. Đấy, phải có mấy thằng Ski này đi cùng mới được. Ở đây. Phải có mấy thằng speed đi cùng, mặc dù là speed cùi nhưng mà nó cũng đủ ăn rồi, đủ ăn bọn này. Đừng có nghĩ là speed cùi mà không ăn được. Ok, đội lạc đà chúng ta đang làm việc tốt. Ra đây, lùa mấy thằng này để cho thằng này là được rồi. Được rồi. Sợ mẹ gì chúng nó, xông vào anh em. Không sợ đâu. Rồi, đội hình của địch đã lát. Xong. Thắng trận này nhờ mấy thằng speed đấy. Lính này là lính speed để đầu, lính speed đông dân luôn. Nó chỉ là mấy thằng speed đông dân thôi mà. Đó là đừng có nhìn vào chỉ số để đánh giá. Đơn giản về speed luôn luôn khá kỵ. Giờ này thì cần gì lập đội hình nữa, xông thẳng vào luôn. Tầm này sợ gì? Rồi, speed. Đúng, speed. Bắn tướng hả? Uầy, mấy thằng speed khỏe chưa? Đánh nhau kỵ binh của nó thoải mái luôn. Tướng nó hẹo. Tướng nó hẹo, 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 hẹo. Tướng hẹo luôn. Tầm này cần gì lập đội hình? Tầm này tôi còn chạy. Mấy thằng xạ kỵ này thì không sợ.
thế chứ, quánh ngay, không để nó làm loạn. Nó vây thành mình là không được. Hồi quân đã. Mày tan nát. Đạo này tuổi. Đạo đấy tuổi tôm làm sao vậy? At your command. Tuổi tôm lắm sao vậy? Ready for battle. Không tới. I'm afraid we cannot. At your command. Hôm nay thì coi như xong, sợ gì? Nay giờ quân đoàn này di chuyển được à? Look to the defenses. Vâng, nó hết quân rồi. Vẫn còn chảy cối được, quánh nhau được mấy trận rồi. Sassanic ư? Nó còn cái thằng đệ ở dưới kia nữa. A sword needs whetstone, a mine needs scrolls. Bắt thằng đệ này không nhỉ? Bắt được tuyển đội Kudis Archer hạnh. Đội cung thấy cũng mạnh. Nhưng trước tiên chúng ta phải giải quyết thằng này đã. Dám công thành của anh à? Cánh bên dưới chúng ta có thể tấn công được rồi. Hai quân đoàn chủ lực kia đang bắt đầu phát triển lên. Mày xong. Ready for orders. Tưởng chưa thế nào. Đây rồi. We fight for you, my lord. Các sư đoàn dự bị này bắt đầu được cử đến. 72.000 một lượt. Quá nhiều tiền nhỉ. Lại phải mua quân đây vậy. Sát thủ không trùng tay. Ready for orders. Mua đội này đã. Rồi sẽ bổ sung cho các quân đoàn. Tiền nhiều quá nhỉ, làm gì giờ? You are welcome, but that welcome can be. Bắn nhau với Long Cô Ba. Xí vô. Bắt sớ mấy thằng này làm chi hầu giờ. Bắt buộc mình phải có 72% tôn giáo này. Không sợ, từ từ các cải đạo được hết mà. Ready for orders. Đám nổi loạn của nó thì cũng chả còn đất để mà dung thân. Quánh vào đây à? We fight for you, my lord. Nếu mà kỵ binh mà tấn công vào doanh trại là hơi phế. Nó không khác thì công thành. Không sợ. Nó cũng không có nhiều quân mà mình phải sợ. Sassanid bây giờ đang cố đấm ăn xôi thôi. Rút, biết mà. Đấy sao được, chẳng rút. Rồi các cánh quân chúng ta bắt đầu áp sát. À, quân ly khai Sassanid sinh ra rồi. Có cái đạo là đạo quân ly khai Sassanid.
Tiếc là mình nếu có bắt được Sasanit làm chữ hầu thì chỉ tuyển được cái đám gọi là bộ binh voi đời 3 thôi, không bắt được voi đời cuối. Có mấy con voi đời cuối thì đẹp. Thủ đô của nó cũng đang bị nổi loạn. Ai già, thằng này bây giờ nó phát triển mạnh ở cái khu vực phía nam này ghê nhỉ. Nó gây dựng lại nhà cửa cũng gớm phết. Thanh tra tình báo địch. Bài phái quân ly khai Sasanit đó. Ngọn trai làm gì được à. Hết rồi, hết tác dụng của quánh thẳng vào đây. Quân này của mình chưa đủ mạnh, chưa hồi được quân. Quân đoàn này búp 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 sợ. Ready for orders. You have further orders? Make haste, men. Cặp nó chạy rồi đó. Dăm ba cái thằng lao toét này. On the move, my lord. March. Rồi, từ từ. Ơ, phơ nó cho anh, kiếm tí kinh nghiệm. Rồi. Thế, được kinh nghiệm. At your command. Lấy được con vợ ngon phết nhỉ? At your command. Make haste, men. March. Nếu như sau này thì mình chắc chỉ cần quân nó tầm này. We fight for you, my lord. On the move, my lord. Destination reached. Come join our ranks. Rồi, mua quân để đi tiếp viện. Ready for battle. Bọn này lên giáp vàng nữa thì đánh nhau chất lắm, giáp cao thế. Đam to lắm. Đàm phán hòa bình à? Bộ máy chính trị của mình mạnh quá. Ready for orders. Thái tử đóng ở đây thì hơi phí nhỉ? Không như đánh nhau à? At your service. Sadly, I cannot do as you ask. How can I serve you? I'm unable to. Xuống đây giả đạo cho nó đi. My words are yours to direct. Nó có quân quái rồi. My lord. None will escape.
Từng bước một chúng ta tiến xuống lãnh thổ. We fight for you, my lord. My lord. Không nên đứng trong thành, sợ nó vây đấy. We fight for you, my lord. Ở gần hồi đấy quân rồi. Nó chả dám công ở đây. Thành này của nó mới có voi Ấn Độ này, chưa lên được cái voi đời cuối à? Phu phức hợp. Quân ném dầu sôi. À, chưa thấy nó phát mấy cái thằng lính ném dầu sôi đi nhỉ? Mình cũng muốn xem mấy thằng đấy nó kiểu gì, đánh nhau kiểu gì. Is that all, my lord? Được sao? It is an honor to serve you. My words are. Được sao, hai quân đoàn này sẽ được cử sang đây đập vào đây. Nếu chúng ta chiếm được lốt hai cảng biển này nữa là hai lực lượng hải quân của chúng nó coi như xong. At your command. Rồi. Đây cái cảng này thì chúng ta chuẩn bị đập tiếp. Hai quân đoàn này sẽ có mỗi nhiệm vụ là đập vào đây. Quân này. Đủ quân để đánh nhau không? Mấy con đá. Đây mình còn một quân đoàn nữa này. Set up the watch. Đã, cứ bình tĩnh, không vội làm gì cả. Quân địch mới phải vội, chúng ta không có gì phải vội. Chúng ta không có gì phải vội vàng. Kiểm soát 40 khu định cư. 130 á, hiện tại là 71. Duy trì ít nhất 70% tín đồ ở tất cả các tỉnh theo đạo Do Thái. 70 đấy, à 69,5 à nào. Bên dưới này xà xong rồi. Đánh bại 20, vẫn còn 7 phe phái nữa. Sasanit là 1 này. Hoàng đệ này của nó là 2. Có thể là chúng ta sẽ đập luôn cả đồng minh nữa là 3. Hay là 4. 5 và 6. Được. Kích cho chúng nó nổi loạn lên cho mình đập. Trời, Sasanit cứ chờ đấy. Một cái hiệp ước hòa bình ư? Tầm này anh phải hòa bình với ai, anh ngu cả thế giới luôn. Thực ra mình chơi Call of War mình không thích cái kiểu là bố mày chấp cả thế giới đánh nhau tất. Mình thích dùng ngoại giao để định hình thế giới hơn. Một phần bởi vì do cái thực lực, khả năng tay chân của mình, cái đánh trận nó hơi kém. À, bây giờ mà mình cứ dùng cái vấn đề gọi là dùng quân sự để giải quyết mình thua. Không ăn được. À ngon, 3 đánh 1 kìa. Rút lui phát ra.
at ease. Hình như là nó cũng chưa dám đánh nhau. Quân nó đông phết đấy. Thấy thực lực không ăn được nữa là đành chịu à. Mình mua mấy thằng quân mà nó không cho mình mua chứ. Hung nô vẫn đang tàn phá phương Bắc. Ngán nhất bọn này nó chơi nhiều kỵ binh nhỉ. Rất là kỳ cục của chúng nó lại chơi rất nhiều kỵ binh. À, đầu độc quân đội mình. Nó lợi quan trọng. We fight for you, my lord. Sao mấy thằng này nó muốn gì? Các chú muốn gì? We cannot do that. Định ăn nhau với quân đoàn này á? Honor and great glory. Sao quân đoàn này lại thêm một cái xe bắn đá à? Kill the cowards. Mày thích láo à? Bảy mươi lăm ngàn một lượt, tiền tiêu không phải nghĩ. We fight for you, my lord. At your command. Cái căn bản mình chỉ dùng đến hai đội cung mà. Tính là bọn này nó nhiều lạc đà kỵ binh này gì. Nó nhiều lạc đà thì chúng ta phải đánh theo kiểu áp sát. Bộ binh của nó thì không thành vấn đề, chúng ta không cần thiết lập đội hình. Đánh kiểu này không thì cần phải thiết lập đội hình. Thì ta mình chọn đánh đêm thì tốt hơn, nhưng mà cứ đánh đêm mãi nó đen thủi lui rồi anh em kêu. Ready to march. We attack as one. X-Men. Dance together. Band together. Có nghĩa là chúng ta sẽ cho lạc đà áp sát đánh cùng với bộ binh để làm giảm cái hiệu quả của lính kỵ binh ở đối phương xuống. Let us take battle to our enemies. We shall chase these birds away. Put this army to flight. Chắc chắn là nó sẽ cho quân tiến vào kiểu này. Mình cứ tự tin. Nó xông vào thì mình cũng cho lạc đà xông vào luôn. Nó xông vào bộ binh của mình thì lạc đà của mình cũng xông vào bảo vệ bộ binh.
lạc đà mà đánh cùng bộ binh thì không sợ đâu. Ngay trước đó thì chúng ta có đội pháo này rồi. Lã chết cơ số quân địch. Bộ binh của nó thì thường thôi, không sợ. Phòng thủ 83. Bắn đi xem nào. Hạ nặng. Được một tướng thì rất là mạnh. Nếu mà có cái đơn vị lính mà đánh như kiểu là đánh chúa sa mạc này nhỉ, thì tuyển cái bọn này thì chất. Giáp, phòng thủ cận chiến, đam to. Bốn quả pháo để vãi lúa thật. Cứ đứng đây đi. Đứng đấy nó lại bắn tên cho. Bị thương. Để nó tăng chặn sát thương từ xa đấy. Nó lên tới nơi nào nó cũng chết khơ khớ thôi mà. Nó còn giãn cách đội hình thì vẫn chết. Bốn khẩu pháo liền. Trận trước mình bắt được một khẩu pháo của nó. Đội cung của nó chết khá khá đấy. Về căn bản thì lạc đà nó luôn khiến ngựa sợ. Nó định áp sát, nó đang định áp sát. Ngay khi nó áp sát bộ binh của mình là mình sẽ rồi chơi luôn. Bọn này thì không sợ. Ra đây, không cần lập đội hình đâu em ơi. Kìa, ăn luôn em, không để nó chơi bộ binh mình thế. Chơi chúng nó chứ sợ gì. Chạy chứ con. Con chú tuổi gì. Lạc đà yểm trợ vào. Đúng rồi. Dăm ba thằng. À thế à. Ừ. Rồi đội lạc đà thôi. Đừng để nó sốc đằng sau lưng cái gì. Ô kìa. Một còn một khi mà đã vào cận chiến rồi thì chả về. Lùa luôn mấy thằng không tên nó. Dăm ba cái thằng đánh xa thì không phải xoắn. Rồi. Tướng rồi. Đây là điểm trợ. Thế chứ. Tầm này liêm sỉ gì nữa, chơi luôn.
thiết bị của nó này. Ui giời, cửa các chú thế nào? Tôi có cho ta tấn công á? Chém chết cho nó cho anh. Rồi tầm này liêm sỉ thì nó xông lên. Bắn đấy cho anh. Rồi đám ngựa nó xong rồi. Đánh phải có bài mới ăn được bọn này. Đánh với cái bọn cơ động này không cần thiết để diệt tụi mình. Rồi kỵ binh rồi. Năm ba cái thằng này. Nó kìa mấy con lạc đà mày. Chơi chúng nó đi chứ. Tướng địch chết à? Chết là phải. Tầm này liêm sỉ gì nữa. Sao lại bỏ chạy thế? Thế thôi à? Chỉ thế thôi à? Tưởng chú thế nào? Tưởng có chú thế nào? Rồi, tập trung vào đây bắn cho anh. Rồi. Tưởng có chú thế nào? Thế thôi à? Rồi. Không cần đuổi đâu. Bọn này đuổi xì tin luôn. Xong. Ủa, thế à? Ủa, đội này bị thương nặng thế. Xong à? Đánh với bọn này phải đúng điều chiến thuật này. Nếu mà cứ để cho bộ binh của mình bị kỵ binh nó sốc thẳng vào mặt thì chắc là không sống được lâu. Ôi, cái đội bắn nỏ nó bắn. Nó giết hơn 200 thằng mình. Rồi sao? Thực ra cái quân đoàn của mình này nó thiên về để đánh nhau với mấy thằng dợ thôi. Đam to giáp trâu phù hợp để đánh nhau với dợ. Rồi cứ rút về đây đã. Đuổi đánh anh à? Chú nghĩ thế nào thế? Ý chú là thế nào? March. We fight for you, my lord. Get moving. Ready for orders. Mà chạy về thành à? Set up the watch. At your command. Là mình mất công phải mua lại quân. Rồi, đơn vị này. My lord. Gần như hồi quân rồi. Quân này cũng quân đoàn này xem nào. Rank cũng cao mà, dạ. Yeah. Chủ tốt. We fight for you, my lord. Xem tình hình quân địch ở đây nào đã. Không có à. Ready for orders. Besieging settlement. Xa xa nít à, mất hết lương thực rồi. Let them cower before our might. Cái vùng này lủi loạn lên này. At your command. À. My lord. Ooh.
Ấy. Một cấp nữa là nó lên đến đây đấy. Đùa đâu. Đừng đùa. Vào đây đây cưng. Nó ván sát quân mình à? Nó định chơi với các thủy tu của mình à? Sao có mấy thằng Germanic ở đây được nhỉ? Ready for orders. Quân đoàn này sao lại lắm pháo thế này? For honor and great glory. Destroy them. Mình vẫn kiểm soát được cái khu vực phía bắc này, lo gì. Nói chung là quân đội của chúng ta ở đây vẫn đang thoải mái. Nói đủ. Lại tiếp tục đưa quân xuống phía nam. Tiếp tục bổ sung quân cho các quân đoàn phía dưới. Ê, tí nữa thì chuyển đổi tôn giáo thành công. Rồi, chúng ta lên 70% tôn giáo rồi. Chúng ta đã hoàn thành được cái nhánh bên trên rồi. Duy trì ít nhất 70% tín đồ của tất cả các tỉnh theo đạo Do Thái. Sợ ông. Tất cả các tỉnh. Ready for orders. At your command. Hai trong số ba thành phố của nó ở đây bị mất. Ready for orders. Tình hình là chỗ này có vẻ hơi căng ấy. Chắc là mình phải tấn công vào cái cảng kia của nó trước. My words are used to direct. Đây này. Để ngăn không cho hai cái hạm đội này của nó tấn công vào. We take this settlement for you, my lord. Cho hai cái hạm đội nó vào thì sao? Lay siege to the settlement. Có thêm lạc đà đánh nhau. Ready for battle. Make haste, men. Is that all, my lord? Có thêm mấy con lạc đà phát tỷ lệ thắng cao lên hẳn nhỉ? Quá chặt hạm vùng biển của nó lại. Rồi nó hết hải quân rồi. We fight for you, my lord. Còn mấy cái thuyền nhưng không đáng kể. We fight for you, my lord. Chiếm luôn cái cảng còn lại cái đấy, cái là hải quân của nó xong mà. À, chỗ này cũng có thể tuyển được hải quân này. Ready for battle. Chiếm cảng cuối cùng của nó đó. Let them cower before our might. Chiếm cái cảng cuối cùng đó. Mất toàn bộ cảng biển là hải quân của nó hẹo. Xong. Ready for battle. Nó có một cái hạm đội đâu đó chỗ này. Nhưng mà không có quân. Chả làm cái trò gì.
rồi sao? Làm việc gì nữa không cưng? Ok, quên còn mấy công trình nữa, xem lại xem. Sót thằng nào là trước đòn thằng đấy đấy. Ấy, thằng nào nó chuyển đổi hết. Mình đã để sót mấy công trình mình chưa đi. Rõ ràng lúc nãy mình tắt đi rồi không phải nhỉ? Nhưng còn thì còn sót nhiều thế. Thằng nào vào đạo Do Thái nó không lên được. Chết dở, tí tôi. Đây. Palestine. Rồi. Mình bảo quái tại sao đạo Do Thái nó không lên được. Rồi ok. Hóa ra là mình đang bị chuyển đổi. Sáu mươi lăm phần trăm luôn, tụt vãi trưởng luôn. Vẫn đang duy trì các hạm đội ở đây thì sợ gì. Đấy, tử đóng quân ở đây. Một lượt sau có thể đập thẳng vào đây được. Cần Sassanid còn đất nhiều đâu, hết rồi. Còn vài ba thành phía nam thì thôi. We fight for you, my lord. Nó không còn thực lực để quánh mình. Bảy mươi lăm ngàn. À. Ôi ôi, bọn hung nô nó vẫn mạnh thế, nó vẫn quay bọn kia. Vẫn đốt phá khét mù kia thì làm sao mà nó diệt vong được. Mình thì không có cửa để đánh nhau hung nô. Đánh nhau à? Chạy phát đã. Nó chơi kiểu này hơi bẩn. Regroup and fall back. Nó không đuổi được. Nó thẳng luôn. Nó chạy quá xa để có thể đuổi. Nhiều xe bắn đá thế. Disengage. Xe nó đuổi được cỡ nào? Gathering supplies, my lord. Bọn này đánh trước à? Bọn xe bắn đá vào sau. Lại một trận chiến khó khăn rồi. Bọn này thì không nhiều. Có vẻ là nó mình không để quân đi lô xô được à? Không phải đánh, không là chúng nó đánh hội đồng á.
bão táp sa mạc. Đứng ở đây. Đây là một cái gò đồi. Nói chung thì đứng ở trên gò đồi nó vẫn có cái lợi thế. Nó giảm hiệu quả. Giảm bớt cái hiệu quả của kỵ binh đối phương xuống. Rồi. Sư đoàn tự địa. Bốn thằng này cứ đứng đằng sau. Chỗ nào đánh nhau bắt đầu xông đến bọn này. Infantry at your command. Ready. Axeman. Melee infantry. My lord. We attack as one. Rồi, ổn. Orders, my lord. Forever loyal. Shield wall formation. We await you. Bọn này nó sẽ được hỗ trợ bởi mấy con lạc đà này. Nói chung là lạc đà sẽ phải áp sát. Lạc đà sẽ làm nhiệm vụ áp sát để cho bộ binh chém. Kỵ binh của nó nếu như không thể sốc được thì cũng không có nhiều điều đáng phải lo ngại đâu. Melee infantry. We await your orders. Melee infantry at the ready. Ấy, tướng sao đứng đây? Chết thì bảo là xấu số. Nói chờ con tiếp viện vào rồi. Enemy reinforcements approaching. Đám con tiếp viện của nó có xe bắn đá này là mình cứ. We have sighted the enemy. Tiến một tướng một có vẻ không ổn lắm nhỉ. Giáp máu bọn này trâu lắm. Không thể phá vỡ. Pháo của nó sẽ di chuyển lên chậm hơn mà không chắc là không kịp. Mình phải cố gắng xem cái đội lính đời cuối này xem thế nào. Những chiến binh mạnh của đạo Do Thái đây. Nhìn trông cũng bình thường mà nhỉ. Chẳng có gì nổi trội lắm. Thank you.
cái binh của nó lao lên ở trên cái sườn dốc này, nó giảm đáng kể tầm hiệu quả rồi. Rút vào đây, rút vào đây. We're being ambushed. Rồi lạc đà nó xông lên. Nó bị tấn công kiểu này nó cũng bị giảm đáng kể rồi. Mặc kệ nó, cứ để nó vào đã. Bộ binh của nó thì hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Nhắm vào tướng nó mà bắn này. Rồi, đội lạc đà thôi. Lại rút lại đi em ơi. Bộ binh của nó thì kệ cho xong đi. Đẹp. Ngựa nó xông vào thì mình ok. Thế nào kỵ binh nó xông vào thôi. Mình cho lạc đà lên. Đây rồi. Việc của lạc đà ấy rồi. Cho bộ binh áp sát luôn, không phải xoắn. Đầu tiên phải là lạc đà. Rồi ok. Lưu đạn. Nó cho bộ binh lên rồi này. Tầm này liêm sỉ gì, sợ gì. Không sợ. Bắn bọn này. Bắn bọn này. Sợ mẹ đi chỗ đó. Kỵ binh của mình. Chém chết bầm nó đi, sợ gì. Có rồi, lạc đà không cần phải đánh nhau. Đánh nhau bộ binh của nó thì không cần phải lạc đà. Mấy con kiếm này nó chém thì đau phải biết. Đừng nghĩ dễ ăn anh thế. Đừng nghĩ ăn anh dễ thế. Ăn nhau ở chiến thuật hết. Còn mấy cái xe bắn đá nó thì kìa. À xong rồi à. Mà nó xa kệ thì không biết được. Mình không đủ sức. Áp sát rồi thì không sợ. Rồi mấy cục tên rồi, tiếp tục bắn vào đây, giảm khả năng hiệu quả tấn công của chúng xuống. Rồi ok. Rồi rút đi, cái này nó không còn nhiều kỵ binh nữa. Chuyển sang đây. Chơi bọn này. Rồi. Chơi mấy thằng này không xa của nó đã. Vì chứ mấy thằng này nó chém thì đau lắm. Rồi. Kệ mấy con xạ kỵ nó đi. Xe bắn đá nó lên gần tới nơi rồi kìa. Anh em cố lên đi. Chém. Chém. Ô. Năm ba cái thằng này rồi đánh nhau quay. À. Cố lên bắn vào bọn này cho anh. Để làm giảm khả năng chiến đấu của chúng nó xuống. Hết đạn hết rồi. Mấy lạc đà. Đây. Hai đội này rồi, xông vào. Tầm này liêm sỉ gì nữa. Rồi vào đây. Tướng địch chết rồi. Hay lắm. Chiến thuật cả đấy.
chiến thuật cả đấy. Nhanh kiểu mấy xe bắn đá nó đến rồi. Rồi đội kiếm này thì cứ ăn mấy thằng gì của nó, mấy thằng speed thôi. Tầm này liêm sỉ gì. Ồ, mấy con speed để mấy thằng này. Ồ, riêng mấy thanh niên này nó chém nhỉ. Sao phải xoắn. Cố lên em ơi, tiếp tục trừ điểm. À, mất khả năng chiến đấu của chúng nó xuống. Rồi, tốt lắm. Đội kiến rồi, ra đây. Rồi xong rồi đấy. Đội lạc đà mình hoàn thành kế hoạch. Rồi đội lạc đà thư lạng về rút vào đây. Mấy đội xạ kỵ kia nó bắn gần hết tên rồi, cứ để nó bắn hết tên. Xoắn nào. Được cái gì. Rồi, xung phong. Ok. 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 Come on. Ok, đừng để nó sốc. Ôi, nó sốc à, sau lưng. May mà nó mới con xạ kỵ, không nó sợ lắm. Dù thế cũng không được để nó đánh lính kiếm một vùng kiếm sau lưng. Lát chưa con. Rồi sao. Ý chú là dư lào. Ý chú là dư lào. Chúng nó còn mấy thằng xạ kỵ đấy. Đội cung này chủ yếu của mình là khóa mục tiêu và làm giảm khả năng chiến đấu của nó. Không phải là để đánh nhau. Ôi. Chơi nguyên tướng mình à. Bựa thật. Rồi. Tầm này thì liêm sỉ gì nữa. Xông lên anh em. Lực tàn rồi. Quân địch. Rồi bây giờ thì không cần phải bắn đạn này. Chuyển sang bắn đạn lượng ra. Thế á, các bạn mạnh thế á, 2-1 á, Sasanit á. Nó phải có chiến thuật đấy, không thì chúng ta còn vỡ trận. Vẫn chỉ là những cái đạo quân này thôi, nhưng mà chiến thuật không hợp lý thì chúng ta vỡ trận. Chạy nhanh quá trời. Đuổi không? Bắt được à? Tốt. Ôi, wow, 9 con. Thôi đứng đây đi. Chết bây giờ. Rồi. Đấy chưa, nó đang, nó đạp phòng chết nhiều cực kỳ luôn. Nó cũng bắt đầu hết tên rồi. Ok. Nó chạy ở Mỹ này. Kệ nó đi. Quay về đây. Ủa, thương nặng quá. Hình như bị pháo giã. Nó vẫn còn chạy được kìa. Hình như mình đang bị pháo ở nó giã. Từ
Cứu the đâu men đây. Are losing faith. Mình chạy thế chứ nhỉ? Mấy con ngựa nó cũng tàn rồi mà, sợ gì mẹ đi. Hết tên rồi. Giãn cách đội hình ra, giảm hiệu quả bắn tên của nó xuống. Running for them. The enemy has found our concealed units. Gosh! Stay strong! Forward! Engage! Break them! Forward! Riders, move out! Riders, advance! Thôi, mấy ông xe bắn đá không cần. Chết lốt mấy con ngựa này là bọn xe bắn đá kia nó chạy. Mình chắc không phải đuổi. Xong. Xong rồi. Tưởng trận này thua cơ. Nhưng mà không thua. Thôi đừng bắn tên em ơi, chết con mình. Tự tin chịu thương vong càng hơi thấm mệt. Mấy anh lính nông dân đầu trần chân đất đấy. Ôi bão cát. Hai đấu một có vẻ dạng đơn giản đâu. Ấy nó bắn đấy. Xíu xíu mình thấp thế. Chẹp rồi. Ai à? Cũng trúng được vài phát à? Xong. Bắn cái gì đấy mà bắn. Kéo cờ đi cho nó nhanh. Phải thế chứ. Chúng ta yếu ngay từ đầu vì chúng ta không thể chống được cái đội quân của nó. Cái chiến thuật nó sử dụng nhiều kỵ binh. Quân của chúng ta buộc phải sử dụng đội lạc đà để có thể chế lại. À, không mất bất gì với đơn vị quân nào. Hot. Mày tưởng ăn anh mà ngon à? Ừ. À, chúng ta có phương án để chống Sassanid rồi. Và cái đội kỵ binh của mình, cái đội lạc đà của mình khi đánh nhau với mấy thằng dợ cũng có thể áp dụng chiến thuật này, nhưng mà chúng ta sẽ sốc vào lưng của chúng nó. Sanit. Mỗi một trận đánh mình lại phải mở và mình tìm ra cái phương án để chống đỡ với các cái phe phái khác nhau. Bởi vì là mỗi phe nó có một đặc điểm riêng.
tấn công tự sát này. Biết ngay tấn công tự sát. Đây nó còn quân phòng thủ đầy này, dám tấn công. Nói chung hạng độ thì không thể đánh được. Nói là vua của nó kìa. Chắc còn một quân đoàn nữa ra, biết mà. Rồi sao? Có xe bắn đá à? Có voi à? Nhưng không có nhiều kỵ binh lắm. Chạy phát ra. Xem nó đuổi đến đâu. Gathering supplies, my lord. Nó không dám chiếm được. Nó chỉ cướp thôi, không dám chiếm, yên tâm rồi. Chắc là chỉ dám cướp. Chiếm cũng được. Mình sẽ cho cái quân đoàn cái xuống đập nó chết luôn. Mình đang dư quân đoàn. Mình biết mà, chỉ dám cướp không dám chiếm. Mình đang chờ cho quân nó hồi một tí đã. Cuộc nổi loạn đâu. Lòng trung thành đang dao động. Ơ, cuộc nổi loạn đâu. Ready for orders. Rất nhiều xe bắn đá. Mày làm gì mà mày tuyển lắm xe bắn đá thế? On the move, my lord. Thế à? Advance. Ready for battle. Quân đoàn này thương nặng ghê nhỉ. Nặng thì cũng đập được. Nặng này. À đúng, trận trước nó vừa phải đánh một trận te tua rồi mà. Hổ báo. At your command. Ready for orders. Thằng này á. We fight for you, my lord. My lord. Hình như này chưa đủ tầm di chuyển. Get moving. Make haste, man. Đó là. Ready for battle. Mày chết. Chọn hồi quân phát là xong. Lại được khá khá quân. Ready for battle. At your command. Cái vùng đất này khỉ gió gì mà sao lại không hồi quân này? My lord. On the move, my lord. Journey completed. It is an honor to serve you. Araya. At your command. We fight for you, my. Cho nó cướp bóc phát mà nó có kiếm được cái gì đâu. Cướp được tí tiền ở đây à? Ờ, xuống đi. Hồi đầy quân rồi đấy. Chúng ta lại chưa có đánh đêm à? Tiếc quá nhở. Đáng nhẽ mình cộng 2 điểm vào đánh đêm trước đã. Đập thằng này luôn thì ngon. À đây, quân đoàn full này. Cũng chưa có đánh đêm. Vãi lúa thật.
sóc tận óc luôn chứ sợ gì. À, thế à, chạy ra đây à? Khử luôn thằng vua đó. March. We fight for you, my lord. Kill the cowards. Một thằng. Hút sải ơi. Tầm Sassanid mà đuổi. Đáng đệ rồi. Cái đại ca của mày còn đập cho te tui. Đáng đệ, đáng hỗn. Đánh vào đây nữa là nó xong. À đâu, nó vẫn còn đất ở trên này này. We fight for you, my lord. Wipe them out. Ready for orders. Nó bình tĩnh. Leave none alive. Quân đội chúng ta đang thiếu. Chém đầu nhà vua luôn. Chắc là hết quân. Ready for battle. Ready for battle. Rồi. Ready for orders. Nói tục. Vãi cả thanh niên. My lord. March. Destroy them. Ê. Từ, nó có xe bắn đá mạnh à? Ready for battle. Liệu ai được không? Ô em, cầu xin hãy cho anh hai cái xe bắn đá của nó. Nhìn biết ngay là không bắt được rồi. We fight for you, my nhỏ lắm. At your command. Tớ này lên cấp nữa là mạnh hổ báo cực kỳ luôn. At your command. Bắn vào đây cho anh. Besieging settlement. Chúng ta thích vây thành của mình. Power before our might. Thủ đô ngàn năm văn hiến, kinh đô của Ba Tư đã bị chiếm. We fight for you, my lord. Rồi sao? Ý các chú bây giờ là như nào? Thực ra thì cho các công trình của nó cũng được đấy chứ không phải là vứt đi đâu. My lord. At once. Ngào quân của mình chưa hồi đầy máu thôi. Các quân đoàn trên này chưa xuống được hết à? À, tầm này sợ gì? Ready for battle. To battle.
their orders? Chơi luôn. Mất một đội đánh này. Tảo lao thật. Không sao, phải vì đằng mình sắp tuyển thêm cái đội lính kia rồi. Đến này cũng không dùng đến mấy nữa. My lord. Rồi. We fight for you, my lord. Chạy ra kèn. On the move, my lord. My lord. We fight for you, my lord. Nó hết quân rồi. Quân này của nó ta tác này thì nó đánh làm sao được. Bọn này nữa thì cũng vậy. Đấy này có quân nữa. Mà kệ. Mọi việc đang tiến triển cũng khá tốt rồi. Đây nữa. Bổ sung quân. Đang nghiên cứu có cần cho hoàng tử đánh ngay không? Hoàng tử đánh ngay vào đây thì nó liệu còn sống hay không nhỉ? Hơi vội vàng. Nó chết mất hoàng tử nó to đấy. Thái tử chứ. Ở trên này thôi không cần máy bắn đá nữa. Đây có máy bắn đá này. Kết thúc thằng này. Đạo Do Thái tăng lên đáng kể chưa? 66%. Cứ từng bước ấy. Việc gì phải nóng vội. Úi dồi ôi, bọn hung nô. Hung nô bây giờ nó đứng một đống như kia thì ai đập được nó? Khủng khiếp là cái trận lúc nãy mình một đấu hai với quân Sassanid mà mình không mất một đơn quân nào. Chiến thuật của mình, chiến thuật mới hiệu quả hơn. Có lẽ mình sẽ áp dụng nhiều. Nếu chơi Ascum nó có cái đội lạc đà để đầu ấy, rất là mạnh. Nhưng cho bọn Ascum nó còn lợi thế hơn nữa là bởi vì nó có cái lính speed rất khủng. Lính kiếm đời cuối của nó cũng mạnh. Mà nó lại còn có thêm bọn vác rìu vừa bắn tên nữa. Bọn nuôi chó bắn tên nữa. À nuôi đi cẩu. Mới làm đi cẩu châu Phi. À. Định đi móc lốp thành ngoài à? Chúng ta cùng gần gần như cùng văn hóa các cái công trình của chúng nó nên là chúng ta không phải sửa nhiều, cũng chiếm được phát là nó có luôn. Mọi thứ có vẻ diễn ra tốt. Thực lực của các bạn ấy cũng đã cạn. Nó lại chỉ đạo sai lầm. Cái gì đây? Bữa tiệc à? Mời các nước láng giềng. Tăng điểm ngoại giao. Cái đấy chủ yếu nó tăng điểm ngoại giao. À. Tưởng chú thế nào?
watch again. At your command. Ready for battle. Ok. Ready for battle. Tìm ngon rồi. At your command. Không cần quá nhiều lính cung. Mà đội này thiếu lạc đà quá. Thiếu mất hai con lạc đà. At your command. Có cả núi lạc đà đây để mua. Ngon. Come, join our ranks. Mua cái lạc đà này thì mất một lượt rồi. It is a great and glorious chơi hai loại đi, cho nó chuất. To fight for our cause. Ready for orders. Cái đạo này nó chỉ là đạo đi mà nó cũng phơ phơ, quân của nó cũng ngon rồi đấy. Ready for battle. To victory. Sorry. Tưởng chú thế nào? Tưởng chú thế nào? Mà không truy sát nó tí nữa nó vác mấy thằng lính đánh quê ra nữa thì mệt. Thằng tướng này có skill là thông minh. Thằng nào đánh trận hay thế? Ô, thế mình hết các quân đoàn rồi à? Phun rồi. Còn quân đoàn của thái tử bây giờ chưa muốn đánh nhau ngay. Đợi bọn này nó lạp đủ quân nữa. Đạo Do Thái cho anh. Cái vùng này nó có đủ cả 3 loại lính như này. Nó cứ để lại. Tuyển được cả cung cả ngựa. Cái này chuyển sang. Chuyển sang cái này để nó xong nó để vệ sinh lên tí. Nó không bị trừ nhiều vệ sinh lắm đâu mà. At your command. Quân đoàn. We fight for you, my lord. We take this settlement for you, my lord. Settlement. Cứ để hai thằng đi cùng nhau cho chắc cờ. Ready for battle. Lại còn luyện được rank nữa. To battle. None will escape. Sassanid. Sassanid. Mấy cái hạm đội của nó ngoài biển kia rồi coi như xong rồi. My lord. Ừ, rồi rồi Sassanid ư. Chịu khó xây nhà lính các kiểu nhỉ. Ready for battle. À búp đi, búp được cái gì cứ búp. À, đồng búp. Ready for orders. Quân đoàn lên cấp à? At your command. Mình vừa chém chết thằng vua nó rồi, nó làm thằng quân đập luôn. Lay siege to the settlement. Hết quân.
giải quyết nhanh mấy thằng khỉ. Ready for battle. À, nó còn cái mỏ muối trên kia nữa là hết. Ready for orders. Ờ, mà mình còn không thèm xem ngoại giao kiểu gì đấy. Vương quyền kinh hoàng, thế giới run rẩy trước mặt bạn. Ồ, xếp hạng sức mạnh 21 à? Ờ, Sassanid thì hạng mấy rồi? Ôi, tụt xuống hạng 6 rồi. Đế quốc Đông La Mã mà lại lên được đến hạng 4 rồi. Có mỗi mẩu đất con thì nó hạng 4 rồi đấy. Ông Nô thì hạng 2 thì cũng hợp lý. Thằng nào hạng 3. À, mấy thằng này, nhưng mà nó đang chiến tranh với cả một đống vợ. Hòa bình được ký kết. Thằng này trung thành thấp. Không thể à? À, nó phe khác. Cái đám tướng lĩnh của mình là trung thành nó thấp thế nhỉ? Bị làm loạn à? À cứ... Con nào thích nổi loạn đâu. Hết rồi. Tổng được rất nhiều lính sĩ. Có cái lính đời cuối này cũng khổ báo nhỉ. Yeah. Đánh nhau cũng được. At your command. Này. Xung kích nó hơi thấp. Nhưng mà nó chém nhau được. Sát thương cận chiến nó rất cao. Tấn công cận chiến cũng được. Giáp của nó thì bố đời luôn. Tầm Sassanid giờ bắt làm chữ hầu được. Do not try my patience with a dull tongue. My talk. Sẵn sàng hòa bình nhưng không chịu làm chữ hầu. Đây, chiếm nốt của ngài. We fight for you, my lord. You have further orders? Cứ để hồi quân á. Có gì mà phải vội. Chị An lên rồi. Ready for battle. Tầm thanh niên này không phải xoắn thằng nào hết. You have further orders. Không bắt được cái xe bắn đá lại to thì nó mới ngon được. Xe bắn đá cùi này chỉ để đi công thành. Đánh nhau thì chả tác dụng gì mấy. At your command. Đánh một phát ở đây nữa thì là nó sập nguồn luôn này. Mất toàn bộ lãnh thổ phía trên này luôn. Chúng ta còn hai con đoàn vừa mới rút ra đây mà vẫn có thể chỉ định một thống đốc. Hôm nay đi nhỉ. Chiến binh quả cảm. Chiến binh quả cảm cho làm thống đốc thì nghe nó phí nhỉ. Cái vùng này tên là gì? A... cái gì? Asi... Asasitan, thế gì kìa? Đây à?
phải tăng vệ sinh dịch tễ và trị an này. Rồi, ok. It is an honor to serve you. Vẫn đang duy trì các quân đoàn. At your command. Tướng mạnh như thế này mà chưa được đi đánh nhau. Welcome, welcome, my friend. I will. Do not waste time on pleasant. Gạ giao thương phát chịu ngay. I will do you the honor of listening to your terms, hoping to hear wisdom and profit in them. Thêm cái hiệp định giao thương nữa. Tạ thì chịu vù nhìn, nó không chịu đâu. Bọn này. Speak quickly, but do not expect the good wine to ease your parched throat when you are done. Hiệp định giao thương hơn 2000 cơ mà. Cho mày 30.000 luôn. Tiền anh giờ tiền cực nhiều. 81.000 một lượt. Có tiêu gì hết đến đâu. Tầm này thì thằng nào dám đánh nhau với anh nữa mà. Ký một sắc lệnh. Sasanit thì à. Không còn quân nữa. Sasanit cái chính là Sasanit nó không còn quân nữa. Các cái quân đoàn của nó thì đã bị tiêu diệt kéo hết rồi. Mấy cái hạm đội ở ngoài biển bây giờ thì chả đánh được ai. Chết dần chết mòn. Mấy hạm đội bị nát này, chả làm gì. Rút à? Rút à? Tự thấy không ăn được, rút. I will speak the hardest word for a warrior. Tính làm gì ấy? Vác ba hạm đội này đánh à? Ăn được không là vấn đề. Cuộc nổi loạn. À, thằng này nó ngồi thiến đi. Trong mù thì là nó không làm ăn được gì. Ồ, một thằng lão đã bị thiến rồi. My lord. Thiết kỵ bà tử. On the move, my lord. Run them through. Tưởng nó chú thế nào? Tưởng nó chú thế nào? Cái đội lính đời cuối của Ninja này mạnh đấy chứ. Nhờ có đội đấy mà mình mới giành chiến thắng được. Mấy cái hạm đội này thì ta toang sợ. Vườn hoàng gia. Cái cốc chỉ gì nhỉ?
ready for battle. My lord. Ready for orders. Bạn xong. Is that all, my lord? Đội bạn xong. Sassanid bị đánh từ tất cả các hướng. Nó, cái chính là nó không còn quân nữa. Không thể đi công được nữa. Không thể tấn công được nữa. At your command. Mấy thằng tướng này mạnh ghê. Ready for battle. Nhiều ruộng thế. Thế mà vẫn âm lương thực. Đập mấy công trình kỵ binh này đi. Cùng Francis. My lord. Vậy bây giờ thì Sassanid còn quân ở đâu nữa nhỉ? Let them cower before our might. Nó hết quân rồi. Hết cả lãnh thổ luôn rồi. At your command. Ready for battle. Đứng ở trong thành này dễ bị chúng nó quay lắm. Chạy ra ngoài cho nó lành anh em. My lord. My lord, we fight for you, my lord. Ready for orders. We take this settlement for you, my lord. Hết. Sassanid hết đường sống. Ready for battle. At your command. À, mình nối liền được lãnh thổ rồi này. Nơi đất của mình đây. My lord. Con đường tơ lụa. Ready for orders. Diệt lốt cái thằng làm loạn đây đã. We fight for you, my lord. Attack! Make haste, men! Úi giời ơi! March! Nếu mình không nhầm thì Sassanid đã còn đúng một thành à? We cannot do that. Đúng rồi, Sassanid nó còn mỗi một thành này thôi. Chiếm lốt của nó nữa là nó hẹo. We take this settlement for you, my lord. Bây giờ nó sẽ buộc phải công thành mình. Bắt nó làm chư hầu. Mình không tin tưởng cái thằng này lắm. Nếu mình bắt nó làm chư hầu thì tất cả những thằng còn lại sẽ trở thành chư hầu của mình. Nếu mà là chư hầu của nó. Hết đường, bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan rồi.
Ready for orders. My lord. Ready for orders. Get to it, man. Rồi. At your command. Anh ấy sắp phải hát bài bước nữa. Ready for battle. Thôi được rồi, đứng vào đây đã. Emissary, if you come in. Không chịu làm bù nhìn của anh nhỉ. Ready for battle, my lord. Một đế quốc Sassanid hùng mạnh, giờ đây chỉ còn là những cái chiến tích hoang tàn. Đánh bại 14 phe phái, hiện tại là 14, còn 6 phe nữa. Mình chưa đập được Sassanid. Thống đốc à? Mấy 3.000 một lượt Sassanid ơi. Bây giờ cái đám quân phương Đông này mà nó cử nó đi sang hết phương Tây kìa thì căng ấy nhỉ. Cái lính cung của mình tại sao mình không thay vào các cái lính cung nhỏ có đam sát thương cao hơn, bởi vì nó có cái khiên ở đằng sau lưng, các bạn thấy không? Nó kháng tên rất tốt. Nên là nó có thể đấu solo với bọn cung tên được. Rồi đấu đi. Cho nó trận chiến dinh dự mà. Tiếc là nó cũng chả làm được gì hơn. Tiếc là nó cũng chẳng làm được gì hơn nữa rồi. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác đành phải vây cả của mình. Thật tiếc cho một đội quân khá hùng mạnh. Thật đáng buồn. Buồn. Tấn công tự sát. Biết là không thể thắng nhưng lại vẫn phải tấn công. Thật đáng buồn. Sassanid cũng chưa diệt vong bởi vì nó còn mấy cái hạm đội. Mấy thằng này nó muốn đánh nhau mình à? Nó làm chủ được cái khu vực phía dưới này nó cũng hớm đấy. I will speak the hardest word for a warrior. Tầm này thì anh cần gì hòa bình? Ấy giả. Có một cuộc nổi loạn ở 34. Tộc sinh con. Cát đi được thằng nào. Sự trả thù đẫm máu. Ôi.
xem có phe nào có. Do not attempt to sweeten truth with her. Welcome, friend. Welcome. I in my lord. Your people's reputation goes. Welcome, but expect scant. God in heaven, spare my arse. Bậm rượu. Well, what? Hạng bảy cơ. Speak ill or slowly, and I may feed your tongue to the dogs. Chỉ một trung thành. Vẫn sức mạnh của nó hạng hai thế giới cơ. You have the ear of my people. Do not waste words. We are worthy of better. Tiền anh tiêu không phải nghĩ. Chú yên tâm. Hồi môn của anh, ôi 30.000 nó không chịu. Mày nghĩ chứ, nó định mua con gái nó à? I look forward to your wisdom. The pleasures of my household are yours. Sáu mươi mốt tuổi mà đã chết. Xem còn đứa nào. I am eager to hear your embassy, inspired as it undoubtedly is. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us. Không còn rồi. Gods of the afterlife, spare my arse. Thực sự là rất khó rồi. Ocho God. Do not attempt to sweeten truth with honey. Speak plainly, ủa, and I will deal honestly. Flatter, and you fail. Này. Cho nó 30.000, tiền tiêu không phải nghĩ. Mẹ nó 30.000 nó còn chưa chịu. Ôi, dạo này lấy vợ từ của hồi môn tốn ghê nhỉ. Ôi à, dạo này lên giá thế. Nó thấy mình nhiều tiền này. Ôi à, đừng bảo là mẹ mất 100.000 tiền vợ nhá. Kiếm được con vợ nhá. Đùa nhau thật. Cho mày 100 luôn. Ôi dồi ôi, 100 không chịu. Mày hơi chảnh đấy. 45 tuổi. Toàn đứa trẻ. Ừ, 45 với 63 là đẹp rồi. Mày hơi chảnh đấy. Cho mày 120. Vẫn không chịu nữa thì tao thua. Thằng Ocho-God này muốn đập lắm rồi. At your command. Tiền mình không thiếu nhưng mình không muốn mất nhiều tiền mua ấy. We take this settlement for you, my. Xong. Đội quân của chúng ta rất nhiều lạc đà. Khắc chế hoàn toàn đội quân của đối phương. Bắt thằng này làm chư hầu quá. Được không nhỉ? Thử phát xem sao. Dù sao mình chẳng muốn chiếm nhiều đất quá. We fight for you, my lord. Nó có quân gì không nữa? Xây toàn ruộng thế này thì làm ăn thế.
Muối à? Đúng tài nguyên này luôn à? My lord. Thế thì đập nó luôn. None will escape. Khổ thân là bé. Sức mạnh chúng ta lên kinh hoàng. At your command. Thiếu đúng cái tài nguyên này. Thêm một thanh niên nữa, hẹo. Nó còn cái hạm đội thì phải. Còn hạm đội. Phía bắc này còn một thằng này. Ready for orders. Sassanid thì hết quân ở ngoài trên đất liền rồi. Chỉ còn quân ở Ai Già đến cấp 9 này. Bây giờ mới có khả năng đánh đêm. Một trong những đội quân đã được trang bị đầy đủ. My lord, we fight for you, my lord. Đây, trao đổi quân. Ready for battle. Sẵn tiện là này nó có hai cái xe bắn đá luôn. Đấy, có cả voi. Make haste, man. Voi Ấn Độ. Ready for orders. Mấy con voi phế lắm, không bằng lạc đà. On the move, my lord. Voi ở cái bản Attila này nó không hổ báo như là voi ở Rome 2. Gì nữa nhỉ? Thế à? At once. Ready for orders. At your command. Có vẻ ổn đấy. Mấy cái này nó trừ chị An với cả Bẩn Thỉu kinh quá. Xưởng gỗ này. Đập bớt mấy công trình này đi. Thái tử à? At your command. Laying siege to the settlement. Ready for battle. Liệu. Ready for orders. Liệu chúng ta có tiến được đến đâu không? Khôi phục các cái vùng đất để lên đấy. Ready for orders. We fight for you, my lord. To victory. At once. Dạo quân cuối cùng của Sassanid. Nó mất thành rồi mà, nó còn
còn đất ở đâu nữa đâu. Make haste, men. Mày, quả đấy mà mình chiếm thành là nó phơ mình chết. Ready for orders. Bây giờ mình chơi chuyển đổi tôn giáo là mình toi vừa. Chúng ta ổn định cái vùng này đã, sau đó cho hai quân đoàn hoặc ba quân đoàn tiến lên phía bắc để quét lốp với thằng nào trên là xong, chuẩn bị cho cuộc chiến sang phía đông thôi. At your command. Mọi thứ ok, vùng này lăng mộ sĩ khí cho tất cả quân đoàn quý tuyển dụng. Sao tổ hay quá nhỉ. Con đường tơ lụa đây à, khôi phục từ từ thôi, khôi phục và áp sát thằng này chắc cần 4 quân đoàn thôi. Không cần nhiều hơn nữa. Có thể là mình sẽ phải xử lý luôn cả thằng đồng minh. 84 khu định cư. Còn nhiều lắm. Tiêu diệt được 15 phe phái. Nó đầu độc cái quân đoàn này của mình bị dính dịch bệnh đi đâu ấy. Sassanid xong rồi. Thế giới bây giờ là của chúng ta. Ok. Các bọn này bây giờ quánh lẫn nhau. À, lúc nãy mình bắt thằng kia làm chư hầu thì nó sẽ buộc phải đánh nhau với Sassanid, sau đó mình lại đập nó thì nhưng mà nó vẫn chưa bỏ chiến tranh như là hai phe nó vẫn đánh nhau. Ờ à, thế ngon. Ờ à, hay cũng hay. Còn mấy cái hạm đội mãi chứ chết. Rút một hạm đội trên kia đi, xây dựng một quân đội hạm đội dưới này diệt tốt đó nhỉ. Xử đẹp thằng này đi cho nó xong, để đám điệp viên của nó cứ quấy rối mình. We make this modest request in the knowledge. Khỏi khỏi cần. The storm has raged. Hay quá. Quánh lẫn nhau. Nó đầu độc quân đoàn mình, kinh không? Đấy.
Thế mà nó cũng diệt được cái hạm đội của Sassanid đấy. Makan lại nổi loạn tiếp này. Vấn đề của nhà nước. Vấn đề của nhà nước à? Khử lốt mấy thằng này cho nó yên tha chuyện. Mà lục quân xuống biển thì hay dở. Mình không ăn chắc cũng ăn được không nhỉ? Thử phát. Được thì tốt, chả được thì thôi. Chạy. À hay. All hands to the oars. Kill the coward. Mà tốt quá. Các bạn quân đã chết gần hết rồi. Dụng sung. Hung nô lại chiến tranh với thằng kia. Phe phái bị hủy diệt rồi, ok. Ok, phe phái đã bị hủy diệt. Hòa bình đã trở về với lãnh thổ chúng ta rồi. Tranh chấp ngoại giao. Rồi, hết cái đám điệp viên của nó rồi thì mọi thứ êm xuôi hơn rồi. Thế như là mình cũng không cần phải đi đánh thêm thằng nào nữa. Giết lốt mấy thằng còn lại là xong. Ở khu vực Trung Đông này là xong. Và xây đủ cái công trình lên là xong. Nếu như không nhầm là như vậy. Đúng không trời? 15 phe phái. À, chiếm đến cái thành cuối cùng của nó là nó coi là hoàn thành rồi. Gì vậy? Tiền thì nhiều mà bây giờ thì... Thôi bộ cái tỉnh này lên cho anh. We fight for you, my lord. Ready for orders. Rồi, cứ phục thôi. Before our might. Đưa quân sang đây. Set up the watch. We fight for you. Bây giờ mất nhiều thời gian đấy. 86 khu định cư. Và vấn đề chúng ta phải tăng cái đạo Do Thái mình lên các cái vùng này. Vệ sinh tốt này mà vẫn cứ bị dịch bệnh đã nào vậy? Thực cũng nhiều mà. Trừ cái này xuống. Xây công trình vệ sinh đây là ổn. Vệ sinh cao phức chỉ. Vùng này nó ổn rồi, không tăng không giảm.
phải tái định hình lại quân đội chứ. Chỗ này toàn nhà lính này. Vùng này sau này có phát triển ruộng giết thì nhiều nữa đâu, cần nhiều thế. Để lại. Ô, đạo Ả Rập này. Vãi thật. Thảo nào mà không lên được. Libya. 140 lương thực. Chửi vệ sinh kinh quá nhỉ. Nhiều thực thì có thể lên một tí xíu nữa được. Trừ 5 triệu vệ sinh. Rồi ôi, đánh nhau thì sướng như đi phát triển này, thật là mệt mỏi. Vùng này vệ sinh cao vãi luôn. Hai công trình vệ sinh ở vùng này cả. Thế thì lên được. Ôi dồi ôi. Vẫn phải lên thực. 10 thực thì không làm được gì đâu. Tiền tiêu không phải nghĩ. Khi mà tiền tiêu không phải nghĩ. At your command. Ready for orders. Cuộc chiến sang phía đông. Bây giờ phía Tây đánh nhau nữa thì... Nhưng mà mình cũng phải đi đánh nhau ở phía Tây tí cho nó vui nhỉ? Cứ đánh nhau mấy thằng Trung Đông phải mãi chán. Vác cái đội lính đời cuối đi đánh nhau ở phía Đông, phía Tây. Xem chúng ta còn khổ báo được nữa không? À, mấy thằng Viking này.
We humbly ask for a đòi lấy con gái của mình. My lord offers you peace. Tầm này sao phải hòa bình? We find our coffers temporarily empty, and we're wondering if you would care to make a contribution. Đồng minh đều khói, sao mày lại lôi anh vào mấy cái cuộc chiến dở hơi của mày à? Tiền tiêu không phải nghĩ. Kẻ tạo phản à? Ôi cái điểm uy tín của mình cao quá. Dạ. We fight for you, my lord. Ready for orders. At your command. That is impossible, my lord. We fight for you, my lord. My lord. My lord. Ready for orders. Kinh à, mỗi một lượt mình xây dựng phá hủy bao nhiêu công trình. How can I serve you? Cả núi công trình. Thiếu lương thực. Hôm nay là để tuyển quân, không được. Phá công trình để đi à? Xây công trình vệ sinh đây nào. Chả xây gì. Mọi thứ đang rất ổn. Trình đạo Do Thái. Cái vùng này thủ phủ chưa có đạo Do Thái này. Preston. Có công trình tôn giáo rồi.
ông chủ quản lý một cái lãnh thổ lớn chả sung sướng thế nào cơ. Thôi mỗi một lượt mất bao nhiêu thời gian để đi xây dựng mấy cái công trình này. Ready for battle. Áp sát lãnh thổ của đối phương. Ready for orders. Ready for orders. Ready for battle. We fight for you, my lord. Any man who drops is left behind. Ready for battle. My lord. Ready for battle. Quân đoàn này quân đoàn này là đủ quân rồi đấy. To your duties, man. Bây giờ nó chỉ có nhiệm vụ là đưa quân những quân đoàn này đi lên phía bắc ạ. We fight for you, my lord. Ready for orders. Xuống đây đi. Xuống đây để còn ăn một giáp kiếm tiên. Hôm nay mất mấy lượt nữa là hồi được. Thầy pháp thống đốc. My lord. Cái quân đoàn này nó thiếu cái gì nhỉ? Hai con lạc đà. Our lord needs good fighters. At your command. You call this a garrison? Vùng này đang đập nhà, không mua được. Lên đây để mua lạc đà. Nếu mà đưa được hai quân đoàn này lên thì chúng ta sẽ rút các quân đoàn ở kia về một chỗ à. Hay là unlock phát đi mua lại cho nhanh. Tiền giờ thiếu gì. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.